Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần thường là dịp để mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, cùng khám phá và thưởng thức những món ăn ngon và độc đáo. Ngày hôm nay thì Minh Phương xin giới thiệu đến quý vị một địa chỉ ẩm thực vô cùng hấp dẫn và mới lạ dành cho những người săn ăn tại Sài Gòn. Nãy giờ em có dịp tham quan một vòng nhà hàng của mình rồi và có một vài câu hỏi, anh có thể giải đáp cho em được không? À, được, anh sẵn sàng. Hiện nay thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang được mọi người rất là quan tâm. Vậy thì nhà hàng của chúng ta có những cái biện pháp nào để hóa giải vấn đề này không anh? Xuất phát từ nhu cầu của xã hội, của người tiêu dùng, mong muốn có một địa chỉ ẩm thực ăn ngon nhưng tuyệt đối phải an toàn với sức khỏe. Để đáp ứng nhu cầu này thì nhà hàng Quán Ngon chúng tôi hoạt động theo tiêu chí sức khỏe với khách là vàng. Như hàng hóa thực phẩm được nhập vào có cái nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, thời hạn sử dụng rõ ràng của những nhà cung cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có quy trình kiểm duyệt thực phẩm nghiêm ngặt trước và sau khi chế biến nhằm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Vậy thì với tiêu chí anh vừa chia sẻ đó chính là sức khỏe của quý khách là vàng. Vậy thì chúng ta dựa trên những yếu tố nào để đưa ra tiêu chí này ạ? Nhà hàng chúng tôi tuyệt đối không sử dụng các chất phẩm màu, các loại dầu tái sinh và các nguyên liệu kém chất lượng và những cái hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhờ cung cách phục vụ như thế này mà nhà hàng Quán Ngon chúng tôi hiện đang được người tiêu dùng biết đến như là một địa chỉ ẩm thực ăn ngon và an toàn với sức khỏe. Nằm trên con đường Lê Văn Sĩ, đã từ lâu nhà hàng Quán Ngon trở thành địa chỉ ẩm thực khá thân thuộc đối với thực khách Sài Thành. Với không gian được thiết kế theo kiến trúc Pháp lãng mạn thoáng đãng, nhưng ẩm thực nơi đây mang đầy hơi thở thuần Việt với đầy đủ các món ngon từ hải sản như cá mú, cá tầm, cá chình suối, cá lăng suối lăng vàng, cá bớp, tôm hùm, tôm mũ ni, cá mú nghệ, ốc hoàng hậu, ốc phồi voi và đặc sản heo tộc quay lu chặt mẹt, gà đông tảo, nhím, gà nòi, đến các món ăn dân dã như bánh bèo, bánh nậm, bánh tôm hồ tây, bánh khọt, gỏi cuốn vân vân, vô cùng hấp dẫn. Không chỉ chú trọng đến bài trí không gian quán và chất lượng món ăn, Quán Ngon còn luôn chú ý đặt tiêu chí an toàn thực phẩm minh bạch lên hàng đầu. Xin chào anh. Nãy giờ thì em đã có dịp đi một vòng tham quan nhà hàng của mình rồi và rất là ấn tượng với không gian ở đây. Vậy thì bây giờ anh có thể giới thiệu cho em cũng như quý vị khán giả được biết thực đơn của mình hôm nay gồm những món gì hả? Thực đơn cuối tuần hôm nay chúng ta xin giới thiệu trước là mình có một cái món gỏi, là gỏi từ ốc hoàng hậu. Mình chế biến từ những cái nguyên liệu rất là cơ bản, rất là thông dụng. Kế tiếp nữa, để từ một con ốc mình có thể làm thêm được một món nữa, đó là ốc hoàng hậu hấp. Sự đặc trưng của nó là vị cay nồng của gừng, thơm của gừng. Khi cảm giác là khi bạn ăn sẽ có cảm giác rất tự nhiên từ biển. Và anh ơi, có phải cái món ốc hoàng hậu hấp gừng này thì chúng ta sẽ dùng chung với nước mắm đi kèm, đó là nước mắm gừng này đúng không anh? Wow, nhìn rất là hấp dẫn. Còn món tiếp theo chúng ta sẽ được thưởng thức cái vị săn chắc, ngon và rất hấp dẫn. Mình xin giới thiệu đây là món cá mú nghệ, một dòng cá lớn nhất nhì của dòng cá mú. Dạ, vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng tham quan một vòng nhà hàng Quán Ngon. Và quý vị cảm thấy như thế nào? Riêng bản thân Minh Phương thì vô cùng bị lôi cuốn bởi không gian nơi đây cũng như là những món ăn rất là hấp dẫn. Hy vọng rằng chương trình đã mang đến cho quý vị một địa điểm ẩm thực cuối tuần thật sự thú vị.